Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục review cây đàn của Quỳnh Hoa. Tên của cây đàn này là Koto Mị Ảnh, một cái cây đàn thật sự rất là đẹp, đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra xem là nó đẹp như thế nào. Cây đàn này là còn nguyên siêu luôn nha. Mình nhấc lên cho các bạn coi này, nhấc vòng nữa. Đó, nhấc vòng nữa luôn, lật ngược lại nữa luôn. Đó, còn nguyên siêu ha. Và bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nhé. Ok. Cái tiếng bập bập này thực sự nghe rất là đã tai. Hồi hộp á. Đây là một cái nghệ thuật theo rất là đẹp ở Trung Quốc. Cây đàn Quỳnh Hoa thì được sản xuất tại Dương Châu ha, tại Dương Châu Trung Quốc. Cũng như mọi lần, đầu tiên là cái bao đàn bên trong, nó mở đàn ra là mình sẽ thấy cái túi vải đó, mình có thể đựng để đựng đồ mang lên này đi kia. Và đây là cái hộp ngựa quen thuộc của Quỳnh Hoa. Chất lượng của cái ngựa đàn này nó là gỗ hồng sắc ha, gỗ hồng sắc đó, ngựa đàn có gỗ hồng sắc. Dây đàn là dây C nha các bạn, ABC. Thì cái cây này là dây C này. Thì theo như Việt Nam mình cứ từ A là nhấc xong đến B đến C, thì Trung Quốc ngược lại. Dây A là dây bình thường, dây B là dây tốt, dây C là tốt hơn nữa, dây D, dây F nữa nha các bạn. Dây C là dây tốt ha. Còn ở đây có một cuộn băng keo đi theo đàn này, có hiệu bán lồng. Đây là cái trục lên dây. Và cái đây là cái check mã. Thì mình luôn luôn nhắc lại với các bạn rằng những cây đàn mà có giá thành thấp, ví dụ 3.680, 3.480 hoặc là dưới 5.000, Phần lớn đến 90% là không có cái miếng này. Thì cái này là ở bên thương hiệu người ta có để phân dòng á, phân dòng phân cấp ra. Cái mã vạch này ở đây thì nó sẽ tương ứng với lại cái mã ở đây. Đây này. Ví dụ như cái mã ở đây mình đang nhìn thấy là M22MB012801, thì ở trên cái miếng gỗ này cũng được ghi luôn. Đây M22MB012801 ha. Rồi, thì những cây đàn giá trị thấp hơn sẽ không có nha, để cho các bạn có thắc mắc sao mua lại không có nha. Thì các bạn có mua ở chỗ khác thì các bạn cũng phải hỏi, thì người ta, như ví dụ như cái người đó không trả lời kỹ thì bạn coi video này xong thì bạn đã biết được rồi tại sao nó không có. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra Quỳnh Hoa hai lớp ni lông luôn, còn các thương hiệu khác thì chỉ có một thôi nha. Thì mỗi một thương hiệu nó có cái cách đóng gói riêng, nó có cái màu sắc riêng để tùy theo vào cái sản xuất này, chế tác này, thiết kế này. Thì cái mã vạch đó nó sẽ được ghi ở dưới cây đàn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nhấc đàn lên để lấy cái đàn ra. Mở cho chị cái hộp ra, chị lấy cái mã vạch bao đàn đây. Koto Mị Ảnh. Koto Mị Ảnh. À, mình sẽ lấy cái tờ mã này. Đây mình sẽ lấy cái tờ mã này ở đây và cái này để mình kiểm tra nhé. Kiểm tra hai cái này. Rồi, xin chào, wow. Thật là tuyệt vời. Cái cây đàn này hồi trước mình về nhưng mà mình không kịp review cho các bạn đến các bạn xem, là thích quá rồi. Khoái quá rồi, không có kịp để quay lại luôn. Các bạn hỏi xem là có hình ảnh hay là âm thanh gì không á, thì cho bạn coi, nhưng mà lúc đấy cũng không có nghĩ là để review lại. Đây, từng đường kim mũi chỉ luôn, Koto Mị Ảnh, từng đường kim mũi chỉ luôn này, quay thật là rõ, thật là nét cho các bạn xem. Đây là mình tháo cái bao ra luôn, nó không có lau chùi gì luôn, mà nó thực sự là độ thành phẩm của Quỳnh Hoa quá là tuyệt vời, rất là sắc sảo, tinh tế và cực kỳ thơm, thơm lắm các bạn, thơm cực kỳ luôn. À, sản phẩm của Quỳnh Hoa này, giá của cây đàn này là có ghi ở trên đây 6.680 tệ nhé, 6.680 tệ. Các bạn có thể quét mã vạch này ra được sản phẩm này và cái trang web của nó. Đẹp quá. Đây là phần đằng trước này, phần đầu đàn này, đã bóc ra một cái là nó đã căng đét đẹp như vậy luôn rồi. Sáng sủa mịn
chưa có hề lau một cái gì luôn á. Đây tay mình một tay cầm điện thoại, còn một tay đang cầm cái check mã của Quyện Hoa. Đằng trước này, đằng trước có logo này, Cô Tô Mỹ Ảnh này. Và mình sẽ ngược cái đèn lên để xem cái mã vạch ở đằng sau nhé. Đó, các bạn thấy không, nó hoàn toàn khác nhau giữa cái dòng phân cấp ha. Ví dụ như là cái tay thấp hơn á, thì nó sẽ không có cái logo, không có chữ, không có mộc đâu. Rồi, ở đây nó vẫn có cái tờ giấy để check mã này, mã rõ dán vào bên trong. Thì các bạn lưu ý là mình cũng nhắc lại, có những cây đàn nó chỉ có hai cái này thôi, có nghĩa là chỉ có tờ giấy và cái gỗ này thôi, nó sẽ không có cái tờ giấy dán ở bên trong. Nhưng có cũng có cây là nó sẽ có cả ba thứ nha, nó sẽ có cả gỗ này, cái miếng giấy ở đây và cái miếng giấy bên trong. Còn có những cây không có miếng giấy bên trong này, không có miếng giấy bên trong này mà nó chỉ có hai cái này thôi, thì mình nghĩ là cái này dán là do con người họ dán vô mà, có thể họ sẽ bị quên. Đó là mình đã khui hàng rất là nhiều rồi, cùng một cây luôn, cùng một cái cây Cô Tô Mỹ Ảnh này luôn, nhưng có cây họ quên, họ này không có, nhưng mà có miếng gỗ này là các bạn đã hoàn toàn chắc chắn và an tâm rồi nha. Để coi sản phẩm của Quyện Hoa. Rồi ở đây logo đầy đủ nè. Rồi mình ốp cái này xuống. Dây đàn là dây C. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Gỗ hồng sắc. Thêu tay nhé, cái sản phẩm này là thêu tay đấy. Tinh tế. Màu ở bên ngoài á, thì nó sẽ nhạt hơn. Nó như thế vậy này các bạn, màu bên ngoài là như vậy này. Đó, màu bên ngoài như thế này, đẹp quá. Rồi mình sẽ tắt like ở đây. À các bạn hay hỏi là cái chân đàn thì sao? Chân đàn thường là đóng gói riêng nha các bạn. Cái chân đàn của hiệu Quỳnh Hoa thường là đóng gói riêng. Đóng gói riêng, không có ở đây. Khi mà nhập đàn về á, nó chỉ có như vậy thôi. Còn khi mà mình bán thì mình sẽ đưa thêm máy lên dây chuyên nghiệp này, giá nhạc chuyên nghiệp này. Rồi băng keo ở kia có một cuộn, rồi mình sẽ đưa thêm móng. Trường hợp mà các bạn muốn xài riêng móng của Quỳnh Hoa thì các bạn phải mua riêng. Cũng như là có nhiều bạn không có lấy chân á, thì lại trừ tiền ra nhé. Nhưng mà thực sự cái chân Quỳnh Hoa rất đáng để mua, để đi theo cho nó nguyên một bộ, để cho nó thật là đẹp. Tại vì cái chân mình cũng review rồi, cái chân của Quỳnh Hoa độ thành phẩm cực cao, chân rất nhẹ, gỗ đẹp, màu đều nữa. Nó không giống như mấy cái chân bình thường của mấy cái cây đàn khác đâu, trau chuốt lắm. Cái hiệu Quỳnh Hoa và hiệu Long Khiếu này, từ cái chân đàn cho đến cái dây đàn, ngựa đàn này, các tân tật mọi thứ đều rất là xinh, sắc sảo và đẹp, tinh tế, rất đáng đồng tiền, thực sự rất đáng đồng tiền luôn. Rồi mình tắt like ở đây nhé. Xin chào các bạn nhé.